Hello anh em và chào mừng em đã quay trở lại với channel của mình. Mình thấy gì đây và chúng ta sẽ tiếp tục với cái series đó chính là Dragon City. Và nếu anh em nào thích cái video này, đừng quên là bỏ lại một like, chia sẻ video cho mình, comment ý kiến xuống phía dưới video và đăng ký mình nhé. Nhấn rung chuông để nhận thông báo mới nhất từ kênh của mình. Chúng ta sẽ bắt đầu thôi. Và nếu có thể thì hãy click quảng cáo để cho mình nhé. Rồi chúng ta sẽ vào và tiếp tục nào. Và nếu như là thích những cái series về Minecraft hoặc Roblox thì có thể sang cái channel Thành EZ My Blog để ủng hộ theo cho mình nhé. Ở đây thì chúng ta sẽ tiếp tục cái cuộc đua Heroic nhá. Rồi thì mình sẽ bây giờ sẽ làm gì nhỉ? Mình sẽ tiếp tục đua thôi. Ở đây là đang là lap 4 và nhiệm vụ đầu tiên là nhiệm vụ 1 này. Hôm qua thì mình đã đua lên thêm một lap và mất mấy game ấy, xong rồi được cộng thêm 15 game cái phần thưởng của nó. Ở lap lên lap 4 được thưởng 15 game nhá. Và chúng ta sẽ mình đã có một cái bảng hồi thời gian hồi của từng lap một rồi và Tiễm sẽ để ở phía dưới cái phần mô tả của video nhá, cái phần bảng thời gian hồi pua đấy anh em hay gọi như vậy. Rồi chúng ta sẽ tiếp tục nào. Ở đây thì chúng ta sẽ hiện tại đứng thứ 3 và thanh niên Việt Nam đã vượt trên mình rồi anh em ạ. Lap 4 nhưng mà là nốt 3 thì phải. Hevas này, cái thằng này lap 5 rồi, nước ngoài đua khá nhanh. Bây giờ thì nhiệm vụ của chúng ta là phải lấy food này. Có thể lấy food luôn anh em ơi, lấy hết food luôn này, food này, lấy food, lấy gold thì rất là nhanh thôi, lấy gold thì gần như cái nào cũng sẽ được gold thôi, còn cái food thì nó hơi khó một chút. Được có 12 trên 12, mình sẽ cố gắng đuổi theo cái thanh niên đang ở vị trí 2, cũng khó đuổi phết đây này, ở đây đúng không, mình đi vòng qua đây lâu vãi lúa rồi. Lap 4 của chúng ta ấy, nốt 1 thì không phải hồi, nốt 2 thì cũng xem nào. Nốt 1 không phải hồi, nốt 2 không phải hồi, nốt 3 thì cần phải đánh 5 trận. Đấy. Nốt 3 thì hơi lâu. Mấy cái nốt kia sẽ phải hồi này. Nốt 4 thì phải hồi trong vòng khoảng 30 phút. Và nốt 5 thì nốt 4 không? Nốt 3 đã hồi khoảng 30 phút rồi anh em ạ. Chờ đợi này, nốt 4 thì chờ đợi khoảng 1 tiếng rưỡi này. Và nốt 5 sẽ chờ đợi khoảng 2 tiếng. Ái chà, toàn nhiệm vụ khó nhằn nhờ anh em, hơi lâu ấy nhờ. Rồi chúng ta sẽ đợi một tí để lấy vàng xong rồi. Bây giờ mình sẽ lấy ấy thôi, lấy food thôi. Không biết là anh em đã đua lên lắm mấy rồi. Mình sẽ lấy food này, không được cái food nào cả. Mới có một cái này. Mình sẽ cố gắng lên đuổi theo. Và không biết có lên được lap 5 trong ngày hôm nay không, trong cái buổi quay hôm nay không. Hơi khó nhỉ, hơi khó. Phải mất tốn khá nhiều game đấy thì mới lên được đấy. Nếu mà thiếu game ta sẽ đập lợn thôi anh em, không có gì cả. Đây lợn của mình đã đủ rồi, 120 game sẵn sàng rồi. Đập mất có khoảng 99k thôi, khá là rẻ và khá là kinh tế. Ở đây thì có cái Gold Quest. Hình như sẽ không có cái nhiệm vụ nào mà liên quan đến nhiệm vụ là nhiệm vụ với quest đâu. Nó cũng đỡ hơn. Được thêm 1 phút này, 2 phút này, 3 phút này, thêm 3 phút nhá. Cho còn 2 phút nữa là xong. Cái nốt 1 thì không phải hồi anh em ạ. Nếu có thể chơi thoải mái. Ok thì chúng ta sẽ vào trong cái phần quest nhá. Còn 2 ngày và 10 giờ cái này thật ra thì cũng không cần làm. Làm thì làm mà không làm thì thôi, chẳng vấn đề gì cả. Nó không liên quan gì đến với cái nhiệm vụ của chúng ta. Chúng ta sẽ luyện tập cho Boulder nhá. Boulder Dragon. Joju Kim Cương. Hiện tại nó đang là cấp độ C cộng. Đó. Con này 41.000 máu này. Con này có 5k9 rồi. Khá là nhanh. Khá là nhanh chóng và gọn nhẹ. Con tiếp theo là một con rồng à. Con rồng gì nhỉ? Con rồng buồn ngủ à. Mình nhớ ngày xưa mình có con này rồi và mình từng đọc cái tiểu sử của nó nên khá là nhớ. Tiếp theo sẽ là con rồng ruby đỏ. Toàn 5k máu thôi, 5k 6k máu thôi. Chết ngay, đỡ sao được. Thắng luôn này. Quan trọng ra là mình sẽ lấy được food hay không thôi. Xem có food không nha anh em. Được thêm một cái cục food nữa này. Có lẽ mình thấy hơi lâu, mình sẽ dùng một game để skip vào đi. Bây giờ sẽ lấy gold và cho thú ăn. Nhanh thôi. Đây, tôi sẽ lấy hết gold luôn đấy nha. Lấy gold này, đó. Lấy gold xong này. Chưa xong. Cho thú ăn thì mình có một số con rồng mới. Từ từ đã, mình đã lấy cái gold này đã xong tính sau. Gold hình như đã xong rồi này. Bây giờ cho thú ăn thôi.
Terra sẵn sàng chưa nhỉ? Terra ở đây mình sẽ cần phải mua thêm một con Terra nữa. Có lẽ sẽ bán các con này đi thôi. Hình như trên mình có mấy con Terra thì phải. Đã cần phải mua. Đây này. Đây này, Terra còn đầy đây anh em. Không thiếu luôn nha. Cho lên luôn nào. Hiện tại thì mình đang có 3 chuồng sẵn sàng. Lúc nào sẵn sàng để sinh sản. Chuồng trên kia thì chúng ta lai được ra thêm một con Primer nữa. Mà không lai ra được Double Primer. Khá là buồn. Ok, không biết đã đủ chưa ta. Còn con Terra nào ở đây không? Hoặc có mấy con level thấp cũng được. Chúng ta sẽ cho nó ăn lên nha. Cho này ăn lên, được thêm con bọ này. Hình như là hết bọ đấy. Không còn bọ đâu. Rồi, cái này thì đã xong. Đây này, thấy chưa, cái này mới là mất thời gian này. Cái kia thì nó sẽ cần phải đợi hồi cho khoảng 30 phút cơ. 700 vàng này. Cái fighting này thì hơi lâu đấy nhá. Không hề nhanh một chút nào đâu. Boulder. Kim cương này. Đó, ok. Chiến đấu thôi. Lát sau nó có phải hồi tầm khoảng 1 tiếng cơ. Nên anh em có phải chờ thôi. Từ giờ chưa gì cái lab 4 ấy nhá, lên lab 5 đã thấy khó rồi. Chứ chưa nói là lên lab 15 hoặc là lên lab 24. Không biết liệu rằng chúng ta có lên lab 24 hay không. Ui, 3 game à. Mà 4 con này phải tương đương với 12 game đấy. Có lẽ sẽ đợi anh em ạ. Đợi khoảng nửa tiếng đi, hoặc đợi khoảng 15 phút nữa là xong. Mình còn đi làm những nhiệm vụ khác nữa. Và theo như một số thông tin là chiều nay sẽ có một cái event nhỏ nhỏ. Event kim tự tháp nhỏ nhỏ. Chắc là diễn ra trong vòng tầm khoảng 3 ngày gì đó. Ít ra sẽ có cái thứ để ta có thể chơi thêm. Thế thôi. Chúng ta sẽ có lẽ sẽ lấy hết vàng đi. Tại vì cái kia phải đợi mà. Cái kia đợi rất là lâu. Nên lấy hết vàng đi. Là hợp lý. Đấy. Sau khi lấy hết vàng. Một số chỗ này thì đã được nâng cấp lên này. Đấy cho anh em. Một số chỗ được nâng cấp lên. Quan trọng là cái đấy đủ 6 cái phút đã để nó bắt đầu hồi đi đã. Đấy 6 cái phút nhá. Không được bất kỳ một cái phút nào cả. Ở đây thì mình có chưa 1 trên 8 thôi. Chúng ta còn thiếu 5 cái phút nữa nha. Rồi Liquid Butter Eternal War này. Chúng ta sẽ đánh trong phần Eternal War đi. Liquid Butter để tiết kiệm lại. Eternal War 3 13.000 mấy trăm đây. Shotgun, Dracon và Impassible Dragon. VR, Legend, hai con Legend với nhau. Con này thì chỉ là VR thôi mà. Không, nó có hai con A cộng này và Legendary level 40. Khá là khỏe. Có lẽ mình sẽ lấy thêm thức ăn đã. Có lẽ là chúng ta sẽ lấy thêm thức ăn ở đây đã. Xong rồi tính sau. Thêm được một cục này. Mới thêm được một cục thức ăn thôi. Nó còn đến tầm 4 cục nữa cơ. À 3 cục nữa thôi. À sợ 4 cục chứ. Nó phải lên được 6 đúng không? Lên được 6 mới bắt đầu là hồi. Thanh niên top 2 có vẻ như đang đi được. Mình còn cách cái thằng top 1 là đúng một lap nữa. Đây này. Anh em thấy không? Nó hình cái con Goblin Dragon đây. Con quỷ lùn, quỷ xanh chứ. Goblin Dragon là quỷ xanh. Ok, chúng ta sẽ vào Eternal War 3. 2 Epic à? Và một Dracon. Con này ta sẽ hạ được này. Con lửa này thì ta sẽ dùng chiến binh thôi. Đây, chiến binh có ngay. Có sẵn sàng rồi. Và hy vọng mình sẽ đánh được. Cái Arena Battle này thì sẽ không liên quan gì đến nhiệm vụ cả. Nên anh em có thể đánh thoải mái. Để lấy hòm mới. Để lấy thêm op mới. Thế thôi. Con này 48.000 à? Zodiac. Đây đâu phải Zodiac ta. Đâu phải là cung hoàng đạo đâu. Đúng không? Chính xác. 12.000 à? 12.000 thì mình sẽ giết nó luôn nhá. 12.092 máu. Đây là 15.000 này. Senna. Con này sẽ là lửa và mình sẽ dùng một chiến binh thôi. Đây, chiến binh có ngay. Chiến binh nào khỏe hơn? Chiến binh của con này khỏe hơn này. Đáng lẽ nên để con kia lại tại vì là chúng ta sẽ cần phải. Chúng ta sẽ dùng con này đánh trước đi. Lý do là sợ là một đòn không thể giết được khoảng trước nó luôn ấy. Tầm 38.000 máu mà. Chúng ta sẽ đổi sang con này. Primer, tấn công thôi anh em. Chạy đâu. Không có cơ hội chạy luôn nha. Ok, chúng ta sẽ ra ngoài kia và lấy thêm thức ăn nào. Chúng ta sẽ cần thêm thức ăn ở ngoài này. Đó, thức ăn đã có rồi anh em. 700. Hình như chúng ta đủ 6. À vẫn chưa.
bây giờ mới có là 4/8 thôi, còn thiếu hai cái nữa là bắt đầu hồi nha. Lâu phết. Eternal War 3 này, Epic à, Legend. Tiếp này khá là yếu và chúng ta hoàn toàn lại ăn được. Một mình con Hoàng Ngục Long là sẽ ăn được cả ba con kia. Chắc là vậy, 24.000 thì khá là yếu. Và nó còn là Epic đấy chứ, đúng không? Đây đây, tấn công thôi. Còn tiếp theo là có Evanescence, à nó có Primer à. Primer thì mình không sợ lắm, lý do thật ra thì cũng hơi sợ. Nó khắc hệ anh em ạ. Nó khắc hệ nhưng mà chắc là chưa thể giết được mình đâu. Một hit này chưa thể giết được mình đâu. Và 37.000 máu thì một đòn con kia thì cũng không thể giết được. Chúng ta sẽ đổi sang này. Đây mới là lúc tấn công này. 42.000 máu. Con này sẽ là 29.000. Thêm phát nữa là đài. 36.000 máu cho một phát tấn công của con khủng long bạo chúa này. Ở 6/20. Ồ, mình sẽ lấy thức ăn đã. Không quên lấy thức ăn anh em ạ. Chúng ta cần thêm hai cục thức ăn thôi là xong. Đấy, đã đủ đấy. Bây giờ thì phải đợi. Đợi tầm khoảng 30 phút nữa. Bây giờ khá là sớm. Chắc tầm khoảng 7-8 giờ là chúng ta sẽ làm thêm cái nhiệm vụ này được. Chứ bây giờ dùng game thì rất là tốn anh em ạ. 43 game cơ. Không nên tốn những cái nhiệm vụ này. Nhiệm vụ này mình có thể đợi được. Nhìn chung là cái này sẽ là 14 phút. 15 phút cho một cái đi. 15 phút cho một cái mà nhân với 4 lần thì nó sẽ tầm khoảng 1 tiếng thôi. Tầm khoảng tiếng. Nhưng cái này phải vào chơi thường xuyên này thì mới được này. Thì mới xong được này. Đấy, chính xác. Ok, chúng ta sẽ có thêm một trận arena. 3-4 trận nữa chứ. 35-45 mà 45 thì chịu thôi. Level quá cao rồi. 42-45 và 50. Không ăn được, cái này không ăn rồi. Ui, lại gặp Onigiri Dragon anh em ạ. Lại gặp hacker rồi. Ok, bó tay. T-Rex, không biết cái này là của nước ngoài đúng không? Chắc chắn anh em là hacker luôn. Tại vì 5 sao thì không thể nào mà có thể là dùng tiền mua được. Đúng, chính xác như vậy. Con này thôi mình chịu. Con này thì đúng là chịu rồi. Thì mình không con nào có thể ăn được con 5 sao của nó đâu. Phải 3-4 con lao vào và dùng cả Heroic nữa thì may ra mình ăn được ấy. Trong này còn cấm Heroic nữa chứ. Con này có chiêu chiến binh đúng không? À không có. Không có chiêu chiến binh, nó cũng quá khỏe. Hệ vô cực thì nó khắc chế cái hệ Primer của mình ở quá nhanh luôn. Việt Nam anh em ạ, lại Việt Nam rồi. Mình nhìn thấy cái chữ Việt Nam này chắc chắn rồi anh em ạ. Không khác được. Tưởng thế nào, tưởng người nước ngoài thì ra là Việt Nam. Mình thấy là hầu hết là 10 người thì phải đến 7-8 người là Việt Nam hack mất. Kinh thật. Hack còn mang vào trong cái đấu trường này chứ. Khá là khó chịu nhỉ. Chúng ta sẽ sử dụng con con này không đánh được nhá. Con này thì phải chuyển sang trưởng lão quyền năng này. Một bé này. Tiếp tục sẽ là Primer. Và cuối cùng là một hệ vô cực. Như này là cực kỳ hợp lý rồi đấy. Thức ăn thì ta không để lấy thêm nữa rồi. Phải đợi thôi. Đợi thời gian khoảng 30 phút thôi. Chúng ta sẽ tấn công trước đi ạ. Tấn công một con rồng sáng bóng. Một con rồng hệ vô cực. Có phải Legend không? Có phải Legendary không? Hình như không phải. Con này sẽ là Primer và chiến binh. Xịt rồi em ơi. Xịt hết rồi nha. Ồ, đáng lẽ nên đổi cho con kia thì hợp lý hơn. Tại vì mình sẽ bị khắc hệ nó mà. Bị nó khắc hệ đánh ngược lại. Chưa đầu tiên bị xịt rồi. Con này thì cứ dùng con Kitsune 9 mét tử là hạ gục nhanh thôi. Rất nhanh chóng. Còn tiếp theo là chính là con hệ Pua. Hệ Pua 44 cơ máu à. Châu phết nhờ. Ở level 34. Sau này châu hết ta. Máu ghê thật. Không sao. Không có sao nào cả. Nhưng có lẽ level cao nên là cái máu nó cộng thêm khá nhiều. Có lẽ là vậy. 9/20 này. Far West Big Hurt Dragon. Ok. Far West thì không ăn được này. Big Hurt 2 sao cơ. Khoái nhỉ. Chihon. Ui, Kratos level 50. Quá khó. Boulder level 41. Và Solar Snapper thì cũng thế. Chúng ta sẽ đổi sang con khác đi. Mirai này. Dòng báu vật này. Daybreak này. Thêm một con nữa này. Áo giáp vàng này. Đấy. Ô không, áo giáp vàng không được. Đây là team bị đội cảm tử mà. Nên càng yếu càng tốt. Đấy. Như thế này là có lẽ là ok hơn đấy. Dòng máu vật thì cũng hơi phí. Nhưng mà thôi, đằng sau thì nó cũng chưa thể luyện lên cấp 3 cộng. Cho nó chết đi cũng được. 2 sao, level 41 là 83.000 máu. Luyện full cấp độ A cộng. Đấy. Tương lai Boulder chúng ta như thế đấy.
bộ đôi mình 3 sao cơ chứ không phải 2 sao đâu. Còn một trận nữa này, hy vọng sẽ đánh được. 35. Khó đấy nha. Không hề dễ một chút nào cả. Epic. À, đây team này có thể ăn được này. Có thể là sẽ ăn được một con này. Con tiếp theo là nó sẽ là sử dụng con này đi, trưởng lão quyền năng đi, nó khác hệ mà. Và con cuối cùng thì con bất kỳ. Đây, con nào cũng được. Áo giáp vàng cũng được. Ít sao dù sao nó cũng sẽ có chiêu chiến binh và nó sẽ cộng thêm khoảng 60% đam nữa. Nó cũng khá là khỏe. Cứ con nào có chiến binh là khỏe rồi. Chúng ta một hit thì chắc chắn là sẽ không thể giết được nó đâu anh em nhá. Chúng ta sẽ cần phải đánh một chiêu trước đã như thế này này. Đấy. Đấy nên để cái con này lên tăng cơ thì hợp lý hơn nhờ. Mình sợ sẽ gặp ngay cái con hệ vô cực này luôn này. May quá không gặp rồi. Ồ, như vậy là mình hoàn toàn khả năng là chết nhá. À không, mình đánh tấn công cái kiểu này trước thì mình sẽ không thể chết được. Hay 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 hay. Cái này là đúng đắn đấy. Rất là đúng đắn thì dùng cái phương pháp này. 21.000 này. Rồi, chúng ta sẽ tấn công 15. Cái này là mình khắc hệ nó mà. 2 hit thôi là xong rồi. Đài ngay. Ok. Rồi đấy, thì chúng ta sẽ tạm thời kết thúc đây nhé. Xin chào anh em, hẹn gặp lại anh em trong những tập Dragon City vào chiều nay. Xin chào, hẹn gặp lại. Bye bye.